Mỹ dự định chi 65 tỷ đô la Mỹ ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Hàn Quốc chuyển dần sang chiến lược chống dịch mới. Vay vaccine, sáng kiến vẹn đôi đường. Thưa quý vị, Nhà Trắng vừa thông báo kế hoạch nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trước dịch bệnh và các mối đe dọa sinh học khác, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xảy ra đại dịch có thể còn tồi tệ hơn COVID-19. Do vậy mà chính phủ Mỹ đặt kế hoạch chi 65,3 tỷ đô la Mỹ cho chương trình kéo dài từ 7 đến 10 năm nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Gói chi tiêu trị giá 65,3 tỷ đô la sẽ được chính phủ Mỹ đầu tư tăng cường khả năng phát triển vaccine và các phương pháp điều trị nhằm chống lại các mối đe dọa sinh học trong tương lai. Mục tiêu thứ hai là Mỹ sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo sớm và giám sát thời gian thực mạnh mẽ hơn trước những mối nguy hiểm tiềm tàng. Ngoài ra, các hệ thống y tế công cộng cũng sẽ được nâng cấp sẵn sàng cho đại dịch và chuỗi cung ứng thiết bị bảo hộ cá nhân được phát triển. Cuối cùng, một cơ quan bao quát tất cả các khía cạnh liên quan các đại dịch tương lai cũng sẽ được Mỹ thành lập. Hiện Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với hơn 40 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 666.219 ca tử vong. Quân đội Israel vừa thông báo sẽ phong tỏa hoàn toàn khu bờ Tây và dải Gaza trong các kỳ nghỉ lễ của người Do Thái vào tháng 9 năm 2021. Israel cho rằng vào các ngày lễ chính của người Do Thái thường có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Theo thông báo của quân đội Israel, đợt phong tỏa đầu tiên sẽ được áp đặt trong 3 ngày lễ năm mới, từ chiều ngày 6 tháng 9 tới nửa đêm ngày 8 tháng 9. Trong các đợt phong tỏa, hoạt động vận tải hàng hóa sẽ ngừng lại và người dân chỉ được đi lại với lý do nhân đạo và y tế. Lệnh phong tỏa cũng sẽ được áp đặt trong 2 ngày lễ Yom Kippur, 7 ngày lễ Sukkot và một đợt nghỉ lễ khác từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9. Việc mở lại các cửa khẩu sẽ được căn cứ vào đánh giá an ninh. Hôm nay, mùng 6 tháng 9, cơ quan hàng không dân dụng Singapore thông báo gỡ bỏ lệnh cấm bay được áp dụng cách đây hơn 2 năm đối với máy bay Boeing 737 MAX sau khi hoàn thành các đánh giá kỹ thuật. Máy bay Boeing 737 MAX đã bị cấm bay thương mại tại Singapore vào tháng 3 năm 2019 sau hai vụ tai nạn thảm khốc ở Indonesia và Ethiopia liên quan đến dòng máy bay này khiến 346 người thiệt mạng. Trong thông báo mới nhất, cơ quan hàng không dân dụng Singapore CAAS cho biết đã đánh giá những thay đổi thiết kế đối với máy bay Boeing 737 MAX đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA và các cơ quan thẩm định khác phê duyệt. CAAS cũng xem xét dữ liệu hoạt động của các chuyến bay sử dụng Boeing 737 MAX được nối lại trong 9 tháng qua và nhận thấy không có vấn đề an toàn đáng chú ý nào. Trong 3 hãng hàng không của Singapore, chỉ có hãng hàng không quốc gia Singapore sở hữu máy bay Boeing 737 MAX. Hãng hàng không quốc gia Singapore hiện có 6 máy bay Boeing 737 MAX đang gửi tại kho bảo trì ở Australia. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống COVID-19 trên cả nước, ngoại trừ ở thành phố Auckland, trong bối cảnh nước này đang tiến tới thoát khỏi một đợt bùng phát biến thể Delta. Khoảng 1,7 triệu người dân ở Auckland, tâm dịch của New Zealand, sẽ vẫn phải thực hiện mức độ phong tỏa hoàn toàn cấp 4 cho đến ít nhất ngày 14 tháng 9. Các địa phương còn lại giảm trạng thái cảnh báo từ mức 3 xuống mức 2 từ ngày 8 tháng 9. Theo đó, các trường học, văn phòng, doanh nghiệp được mở cửa trở lại. Việc đi lại giữa các vùng cũng sẽ nối lại. Tuy nhiên, thì người dân vẫn phải đeo khẩu trang bắt buộc bên trong hầu hết các địa điểm công cộng, trong đó có cửa hàng và trung tâm thương mại. Các buổi tiệc trong nhà sẽ giới hạn tối đa 50 người tham dự, ở ngoài trời giới hạn 100 người. Các khoản hỗ trợ giai đoạn 1 thuộc chương trình hỗ trợ đặc biệt cho người dân Malaysia trong đại dịch COVID-19 năm 2021 vừa bắt đầu được giải ngân nhằm giúp giảm bớt gánh nặng của người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 1,1 tỷ ringgit, tương đương 265 triệu đô la Mỹ trong tổng số 3,1 tỷ ringgit đã được chuyển đến các ngân hàng để thanh toán cho chương trình hỗ trợ đặc biệt cho người dân Malaysia trong đại dịch COVID-19 năm 2021. Các hộ gia đình thuộc diện nghèo sẽ nhận được hơn 313 đô la Mỹ, người cao tuổi và người độc thân sẽ nhận khoảng 120 đô la Mỹ. Đối với các hộ gia đình thuộc diện B40, tức là nhóm 40% số người có thu nhập thấp, thu nhập hộ gia đình dưới 5.000 ringgit một tháng sẽ nhận được khoảng 192 đô la Mỹ tiền hỗ trợ. Dự kiến chương trình hỗ trợ đặc biệt lần này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 10 triệu người dân Malaysia.
Thủ tướng Malaysia hy vọng những khoản trợ giúp này sẽ phần nào giúp giảm những khó khăn của người dân trong đại dịch COVID-19. Ông cho biết các đợt giải ngân tiếp theo sẽ được tiếp tục trong tháng tới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã công bố khả năng nước này có sự điều chỉnh lớn trong chiến lược chống dịch COVID-19, căn cứ trên tiến độ tiêm chủng khả quan hiện nay. Phát biểu trong một cuộc gặp mặt hàng tuần với các trợ lý cấp cao, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm vaccine tiếp tục tăng và nếu tình hình dịch bớt căng thẳng, Hàn Quốc sẽ có thể xem xét chuyển sang hệ thống kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh mới phù hợp với cuộc sống của người dân. Phương án khôi phục dần cuộc sống thường nhật cho người dân sẽ được xem xét nếu số ca mắc COVID-19 mới được giữ ổn định trong tháng 9 này. Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng không sử dụng cụm từ sống chung với dịch COVID-19, bởi cụm từ này có thể gây hiểu nhầm rằng không cần coi trọng việc phát sinh ca nhiễm mới, xóa bỏ hệ thống giãn cách xã hội hay có thể dẫn tới tâm lý lơ là cảnh giác phòng dịch. Hiện tại, tỷ lệ giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng ở Hàn Quốc đang ở ngưỡng 60-70%. Nếu người dân lơ là phòng dịch, khiến số ca nhiễm mới tăng vọt, hệ thống y tế sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, với những biến thể mới liên tiếp xuất hiện, thì chiến dịch tiêm vaccine cũng đang được đẩy mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó, chiến lược vay vaccine hay còn gọi là các thỏa thuận trao đổi vaccine giữa các nước đã ra đời. Đây được coi là một chiến lược đôi bên cùng có lợi, giúp các nước đang thiếu vaccine được cung cấp vaccine sớm hơn lịch trình đề ra, trong khi đó tránh được tình trạng lãng phí khi vaccine hết hạn ở các nước đang dư thừa nguồn cung. Thỏa thuận này được đánh giá là một điển hình tốt về sự phối hợp quốc tế nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng vaccine COVID-19. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Israel đã chuyển 700.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer chuẩn bị hết hạn vào cuối tháng cho Hàn Quốc, giữa lúc quốc gia châu Á này phải đối mặt với làn sóng đại dịch thứ tư nghiêm trọng vì biến chủng Delta. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ trả lại số vaccine này cho Israel trong tháng 9 hoặc tháng 10. Lô vaccine từ Israel sẽ là chất xúc tác để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai nước. Và trong tình hình nguồn cung vaccine khác nhau giữa các quốc gia, thì thỏa thuận giữa chúng tôi có thể trở thành mô hình hợp tác quốc tế. Giới chuyên gia cũng đánh giá, sáng kiến trao đổi vaccine có khả năng sẽ được các chính phủ khác trên thế giới xem xét. Những thỏa thuận như vậy được cho là có thể giúp giải quyết vấn đề mất cân bằng nguồn cung vaccine COVID-19 toàn cầu, đồng thời đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Quốc gia được nhận vaccine sẽ có trước nguồn cung quan trọng mà họ đang phải chờ đợi để giải quyết tình hình dịch bệnh căng thẳng trước mắt. Còn những quốc gia cho mượn trước vaccine cũng có lợi khi số vaccine này được hoàn trả trong tương lai. Sáng kiến trao đổi giúp cân bằng, giúp nguy cơ giữa những nước cần vaccine ngay bây giờ và những nước muốn đổi số vaccine sắp hết hạn để lấy nguồn cung có thời hạn sử dụng dài hơn. Australia, quốc gia vừa ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới kỷ lục hôm 3 tháng 9, cũng đang theo đuổi sáng kiến này. Sau khi vay Singapore 500.000 liều vaccine Pfizer, Australia đạt thỏa thuận trao đổi 4 triệu liều vaccine cũng của hãng này với Anh, giúp tăng gấp đôi lượng vaccine hiện có. Anh sẽ nhận lại 4 triệu liều vào tháng 12 khi nước này dự kiến triển khai mũi tăng cường. Các thỏa thuận trao đổi vaccine dự kiến giúp Australia tăng tốc tiêm chủng và đạt được những mục tiêu quan trọng để tái mở cửa sớm hơn vài tuần. Vaccine đã tạo nên bức tường phòng thủ vững chắc tại Anh. Chúng tôi muốn hỗ trợ các quốc gia trên thế giới phục hồi sau đại dịch và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine. Thỏa thuận của chúng tôi với Australia giúp chia sẻ vaccine vào thời điểm tối ưu, thúc đẩy chương trình tiêm chủng ở cả hai nước. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định các thỏa thuận trao đổi vaccine có thể phải đi kèm với một số điều kiện về chính trị. Ngoài Israel, Hàn Quốc còn đàm phán trao đổi với một số nước khác, bao gồm Mỹ, đồng minh lâu năm của họ. Nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa chấp thuận do đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng lên hàng đầu. Tôi nghĩ Hàn Quốc và Mỹ sẽ hợp tác vaccine trong bối cảnh liên minh của họ mạnh mẽ hơn. Nếu Hàn Quốc tăng cường nỗ lực hướng tới liên minh mạnh mẽ hơn một cách toàn diện, dù là vấn đề liên quan đến Trung Quốc hay hợp tác kỹ thuật hiện đại, Mỹ có thể sẽ coi đây là tín hiệu tích cực và trao lợi ích cho Hàn Quốc. Trong bối cảnh việc phân phối vaccine không đồng đều như hiện nay, thì thỏa thuận trao đổi vaccine có thể được xem là một giải pháp hữu hiệu để đảm bảo tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ vaccine. Bởi suy cho cùng,
không có quốc gia nào được an toàn cho đến khi tất cả các quốc gia đều an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.